Vâng, chúng ta vừa trải lòng với một cái ca khúc trẻ trong sôi động của một giọng ca của bà chủ thương lái, vừa trái cây đu đủ tố từ thị trấn Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long về đây để hát phục vụ rất vui cho toàn thể về, và tiếng hát của anh chàng kỹ sư chăn nuôi thú y cũng góp phần làm cho sân khấu chúng ta được sôi động hơn. Và cái thời gian này Linh xin được mời quý vị cùng thưởng thức một giọng ca đặc biệt, đó là tiếng hát của một đứa con nuôi của Linh, và bé năm nay mới 17 tuổi thôi, vừa đàn vừa hát, vừa là nghệ nhân đàn và cũng theo nghề ca hát. Thì hôm nay Kim Thành Tâm sẽ gửi tặng đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Xuân Châu, ca khúc được mang tên Lời Người Khiêm Thị. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bao ngày, hai ca hôm nay
con sẽ nhìn được.